Rồi đây nha anh em, một con 6040 chạy lướt đây, siêu đẹp mới về. Máy Thái nhập khẩu luôn ha, có dàn sới, dàn cài đầy đủ luôn. Giờ em quay sơ sơ, chút em sẽ quay chi tiết nha, để lần sau rửa lại cái. Dàn sới của nó thì còn rất là đẹp nha, dàn sới riêng chính hãng của nó luôn. Đó. Siêu đẹp. Xin chào anh em nha, em mới vừa về thêm một chiếc M6040 của Thái đó nha anh em. Máy này nguyên con từ Thái ha. Thì để em quay sơ sơ cho anh em xem. Con này thì hiện tại nó chạy được 715 giờ ha. Ốc ác ở đây ha, nó còn 7 màu luôn. Một số khỏi bàn, một số là hoàn toàn chưa đụng chưa gới gì hết rồi đó. Sáng sớm thì em mới vừa đem về và mới vừa rửa nó xong. Đèn đây, đồ bắt biển số có đủ luôn hết đây ha. Rồi đã quay tổng quan cái máy, máy này đẹp lắm nha anh em, con này là siêu đẹp luôn á. Kubota M6040 đây là động cơ nó đây, mới chát, em mới vừa rửa xong giờ em quay luôn cho nên nó bóng nước nha anh em. Vỏ này vỏ gai lùng nha anh em, tại vì này là không lớn, này là bánh của bên bển là xài không lớn, nó phải giống Việt Nam mình xài không nhỏ đó, kiểu vậy đó. Camera nó quay nó hơi mờ xíu đây, cái ống bô nó đây ha, bô nó gì luôn, quay từng chi tiết cho anh em xem. Em bật cái cabo lên, cái mui nè, mui mới tinh luôn đó. Giờ để em bật cái này lên rồi quay cho anh em xem cái động cơ đây ha, ủi, cái ủi nó đây, ủi siêu đẹp. Rồi mới vừa bật cabo lên để em quay sơ sơ đây, còn nguyên xi. Đó. Tất cả đều chưa đụng hết, bên ắc quy ghim nó luôn. Đây phía bên đây nè ha, phần bô của nó đây. Rồi con máy quá đẹp luôn. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi em xin kết thúc video. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.